được chị lấy đò kể cho tôi nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái ấy tên gì, chị chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chị nói hoa môn. Tôi mới lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chị bỗng nhìn tôi với cái nhìn rồi tay vuốt nhẹ vào vai tôi như nói hài yên lòng. Chị nói với tôi ở đây không có hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, chỉ có hoa mua dáng dài sương nắng mà chẳng thấy màu đổi. Yeah.